Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thành đây. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc là các cái kênh như là Web 5 ngày hay là Kiến thức thú vị, họ làm các cái video viết tay mà nó tạo ra cái hình ảnh kiểu gì. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm mà các bạn có thể dùng nó để có thể làm được những cái video giống như của họ. Thì đầu tiên các bạn vào trang Google thần thánh của chúng ta để search ra được cái tên của phần mềm. Đây. Mình sẽ search là download video subscribe. Đây, nó sẽ tên là như thế này, video subscribe, các bạn nhấn enter một cái để tìm. Đó, thì ngay trang chủ đó đây là video subscribe, các bạn kích vào. Rồi, ở đây thì nó sẽ có phiên bản dành cho Windows và các bạn có thể là tải xuống cái bản free để dùng thử. Nếu như mà sau khi dùng thử các bạn cảm thấy ưng thì chúng ta có thể bỏ tiền ra chúng ta mua. Ở đây thì nó có thể là cho các bạn thử cái video sprite trên chính trình duyệt của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Đấy, click vào đây. Ok, nó sẽ yêu cầu các bạn tạo một cái tài khoản. Thì các bạn có thể nhấn vào sign up here. Rồi, mình sẽ dùng Gmail của mình để tạo nhé. Các bạn sẽ nhấn create free account. Ok, và các bạn quay trở lại cái email của các bạn để chúng ta tiến hành verify cái tài khoản này. Đây, các bạn nhấn vào cái link verify nhé. Click vào đây. Đó, thì cái tài khoản của bạn nó đã được verify rồi. Và bây giờ các bạn có thể login vào. Ok, thì ở đây nó sẽ cho các bạn chọn các cái chủ đề để chúng ta có thể là tạo cái video của mình, đúng không? Đây, ví dụ như startup này, small business, đúng không? Not for profit đấy. Đấy nhá, thì các bạn có thể chọn những chủ đề khác nhau. Rồi, chúng ta sẽ chọn thử một cái school đi. Higher education lesson. Chọn này đi, confirm. Ở đây thì các bạn có thể thấy được cái trực quan của nó. Create, khám phá những cái template họ cho sẵn cho mình, ví dụ như thử một cái template Christmas chẳng hạn, party invite, preview, hoặc là các bạn user luôn, các bạn có thể preview này đó, để xem. Ồ, cái này hay phết đấy chứ, làm video có sẵn template luôn này. Đấy, đây là cái template giúp các bạn có thể là mời những người khác đến cái bữa tiệc ở Giáng sinh, đúng không? Ok, rất là hay. Chúng ta có thể xem cái video này đi, viết tay này đúng không? User. Mình nghĩ là nếu như các bạn là muốn một cách chuyên nghiệp hơn thì các bạn chúng ta hãy sử dụng cái bản download về phía máy của mình, nó sẽ nhanh hơn. Đó. Ok, nó chia ra thành các cái slide ở dưới này, này, timeline, đúng không? Đấy, các bạn có thể chạy thử. Rồi, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện cái bàn tay để chúng ta vẽ cái hình, đúng không? Đấy. Thì nhiệm vụ của các bạn đó là chúng ta phải xây dựng được cái kịch bản này. Chúng ta ghi âm này, rồi chúng ta kiếm các hình ảnh phù hợp. Kiếm các cái đoạn ngôn từ cho nó phù hợp, đúng không? Để chúng ta tạo ra những cái video. Đấy, thì các bạn có thể khám phá ở những cái tab bên này. Audio, text, rồi image. Đó, thì các bạn cứ làm tìm hiểu thì các bạn sẽ làm được cái này thôi. Rồi, các bạn có thể thử một cái version desktop xem sao nhé. Đây, các bạn quay trở lại là cái trang chủ nó, đúng không? Sau khi các bạn đã đăng nhập rồi thì chúng ta sẽ có cái icon mà chúng ta click vào đây. Thì nó sẽ xuất hiện cái phiên bản là Visual Sprite for your desktop, thì các bạn có thể click vào đây. Chúng ta tiến hành download, đúng không? Rồi, mình sẽ thử download để cài đặt và xem là nó như nào nhé. Phải hơn 100 MB, 111. Nếu như các bạn nào mà không thích làm kiểu vlog hay là kiểu bằng máy quay thì chúng ta phải mất công hơn làm bằng cái này. Các bạn sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm này nhé. Đây, nó sẽ nằm ở cái mục download của các bạn. Rồi, mình sẽ đợi một tí, nó đang tính toán. Rồi, next. Các bạn có thể setup ở một cái đường dẫn khác, nếu như OC của các bạn nó bị đầy thì mình
có thể là một cái ở E đi, program, ok. Rồi, next. Chúng ta lại tiến hành chờ đợi thôi. Và nó sẽ xong rồi đây, và các bạn có thể mở nó lên này. Ok, chỗ này thì bắt buộc phải nhập lại cái email password. Đó, thì các bạn thấy là cái trên desktop thì nó như thế này. Nó có cả learn này giúp các bạn có thể là học cách làm nào để tạo các cái video trên video subscribe đúng không? Đó. Ok, mình sẽ thử nghịch một cái project mới xem nào. Đây, create a new subscribe. Chọn là test đi. Cái size là 169, mang đến kích cỡ màn hình nhá. Rồi. Bây giờ nhìn sơ qua thì xem mình sẽ có thể làm được cái gì nào. Ở đây nó có cái hình ảnh và text đúng không? Mình sẽ thử chèn một cái hình ảnh và text nhá. Ok. Ở đây có thể là các bạn khám phá cái chủ đề của nó đúng không? Đấy, hoặc là tìm trên YouTube. Hay phết. Hoặc là các bạn có thể upload được cái video của bạn, à cái hình ảnh của bạn lên. Ok, thì mình sẽ thử một cái hình ảnh có sẵn này. Có thể các cái chủ đề ở đây đúng không? Chọn là business hay là education, business đi. Ok, máy tính này. Cho nó to ra một xíu. Rồi, mình sẽ thử thêm một cái text. Ok, là ở đây các bạn có thể chọn những cái phông chữ các bạn mong muốn này, các cái độ đậm nghiêng như nào đúng không? Đấy, căn lề các thứ. Giờ thì mình sẽ thử một cái text đó là làm thế nào để thành tỷ phú đúng không? Đấy. Rồi. Ok, một cái. Di chuyển xuống đây. Chúng ta thử chạy xem ra cái gì nhá. Chạy from play from start này đúng không? Ok, nó vẽ. Đúng không? Các bạn có thể tăng được cái tốc độ vẽ lên nhá. Rồi, nó viết chữ ở dưới đúng không? Nếu như các bạn để cái bản free thì nó sẽ có cái watermark ở đằng sau đúng không? Các bạn có thể thấy. Đấy, thì các bạn có thể nghịch trước với bản free để quyết định xem chúng ta nên mua hay không. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng là các bạn đã biết cách là làm nào để có thể là tải và sử dụng free cái ứng dụng video subscribe đúng không? Đấy. Bye bye và see you again.